Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng, Thượng tọa Đại Đức, quý tăng ni và toàn thể Phật tử có mặt hôm nay. Tôi xin thay mặt cho gia đình của Tăng Bông, vì ngày xưa khi đi vượt biên tôi có dẫn Thăng Long và em của Thăng Long đi. Lúc đó hai cháu còn bé nhỏ. Qua một đêm mưa gió, mưa bão ở một biển thơ, và hai cháu, tôi đưa hai cháu lên khỏi dòng nước của chiếc tàu đó bị bão, cho nên hai cháu tôi ngất xỉu dưới và tôi đã đánh gió cầu gió cho hai cháu. Rồi qua trại Bí Đông, nơi đó tôi có những cái lỗi lầm như là la mắng đánh hai cháu, bắt buộc hai cháu có đi học, phải đi học cho khá. Đứa nào học giỏi về được thưởng, thật tới đây không có gì để mà thưởng, chỉ cuốn sách vở và cái viết để cho hai đứa đi học. Thời gian ở đảo, rồi qua đến Mỹ, Chư Thà, rồi trở về Bali, biết bao thăng trầm, nhưng tôi cố gắng để hướng dẫn cho hai cháu mấy người vào cõi để xứng đáng là cậu để dẫn con đi, con có nên thành được. Và chính cái lời nguyện đó con đã thành. Và ngày ra trường của Thăng Long High School Orange County, họ đã mời tôi đến để giữ đại diện cho cháu trong top 10 của trung học Orange County. Sự mừng rỡ đó cho đến ngày hôm nay, cháu đã thành tựu và rất cháu có nhân duyên để gặp tôi thầy Hằng Đạt, người đã hướng dẫn cho cháu nên người và theo đạo để học đạo và trở thành ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi được gặp tại đây cũng là nhân duyên lần này trọng đại của gia đình chúng tôi và của dòng họ Thích, vì Thăng Long đã trở thành con cháu của dòng họ Thích. Do đó, hôm nay tôi xin cảm ơn Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức đã có công dạy dỗ và hướng dẫn cho cháu tôi nên người, và tương lai cháu sẽ trở thành một người đi hoằng pháp hoặc nhãn đạo, hoặc là trở thành những giọt nước cam lồ để đưa dắt chúng sanh trong tương lai sau này cùng theo đoàn tác sĩ để học hỏi nhiều hơn nữa. Và bây giờ là lần cuối cùng, có lẽ đây là lần thứ ba ngày trọng đại mà chúng tôi cố gắng qua đây để tiễn đưa Thăng Long xuống thuyền, chứ không thuyền tự nạn nữa mà thuyền Bát Nhã, để cố gắng trở qua bên kia bờ biển giác, mà trong để trở thành một người mà tương lai của nhà Phật chúng ta mong đợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ lần cuối, tôi xin một lại để đa tạ Hòa Thượng Thích Hằng Đạt và tất cả quý vị có mặt hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một lần nữa chúng tôi thành tâm tri ân quý vị trong gia quyến của chú Thăng Long đã dành thời gian quý báu trở về đây để tham dự cái ngày lễ trọng đại của chú, ngày lễ xuất gia, bước đầu tiên bước vào hàng tăng chúng. Và thực sự chúng tôi cũng rất thán thán công đức của gia đình chú đã giúp đỡ cho chú Thăng Long trong những cái ngày còn nhỏ dại, cũng như là những cái lúc đi vượt biên rồi qua đây ăn học thành danh thành tài. Cái nhân duyên đó rất là lớn đối với chú, và
Chúng tôi cũng rất là tán thán công đức của chú trong thời gian còn ở ngoài đời, còn cư sĩ cũng cố gắng làm tròn bổn phận người con, người em, người anh trong gia đình, và nhất là hướng dẫn những người thân của mình biết Phật pháp với cái sự kiên nhẫn như những năm qua. Và bây giờ như lời của chú nhắn nhủ với chú Thông Long đó, giờ từ bỏ cuộc đời thế tục, bước lên thì bất nhã, xưa kia chỉ lo cho gia quyến, cha mẹ, anh chị em trong dòng tộc mình, đừng cũng như là một số Phật tử thôi. Bây giờ đã bước vào, từ từ bước vào hàng tăng chúng, thì như tôi có trình bày, thường cầu Phật đạo hóa chúng sanh, không có giới hạn bất cứ ai, bất cứ ai có nhân duyên với mình, đều san sẻ, đều hướng dẫn Phật pháp cho họ, để mà đến hướng đến đạo quả giải thoát rốt ráo. Thì một lần nữa chúng tôi cũng thành tâm cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho gia quyến của chú Thân Long, của quý Phật tử hiện tại ở đây thân tâm thường an lạc, sở cầu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ sau khi mà chúng tôi thỉnh chư tăng xả y nghỉ ngơi, xin quý vị sắp xếp làm sao để thọ trai, trong giờ thọ trai quý vị có thể cúng dường trai tăng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi mà thọ trai xong, nghỉ ngơi chắc khoảng chừng một giờ, chúng ta sẽ đi xuống dưới chùa Phật Linh ở Lưu Hiêu. Chúng tôi cũng thỉnh chư tăng thành tâm chú nguyện cho ngôi chùa của chúng ta sớm được thành tựu vào lúc 3 giờ chiều hôm nay ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, cứ đứng lại ha. Gia đình có muốn chụp riêng luôn ha, một hồi chụp riêng cho em rồi. Vô vào bớt chứ. Vô. Bây giờ chắp tay cho hết, chắp tay cho đẹp này. Chú số áo nó lại vô, áo choàng nó thả xuống. Một, hai, ba, thêm một cái nữa.
Thầy xã đi